Thưa quý vị, Việt Nam đã bị Ủy ban châu Âu EC cảnh báo thẻ vàng vì không tuân thủ quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định từ tháng 10 năm 2017. Theo đánh giá, nếu không tập trung gỡ thẻ vàng IUU, thủy sản Việt Nam thậm chí có thể bị Ủy ban châu Âu phạt thẻ đỏ, thiệt hại 480 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Theo đánh giá, ngành thủy sản của Việt Nam sẽ tổn thất khoảng 480 triệu USD mỗi năm vì mất thị trường EU. Trong đó, thiệt hại từ hải sản khai thác bao gồm cá ngừ, cá kiếm, nhuyễn thể, mực, bạch tuộc và các loài hải sản khác khoảng 387 triệu USD mỗi năm. Ngoài ra, ngành thủy sản nuôi trồng có thể mất khoảng 93 triệu USD do các tác động gián tiếp. Về trung hạn, nếu lệnh cấm kéo dài trong 2-3 năm, có thể gây gián đoạn xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Trong đó, khai thác thủy sản sẽ bị thu hẹp ít nhất 30% về quy mô sản lượng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết, nếu Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU, tận dụng được các ưu đãi thuế quan và thay đổi thể chế từ Hiệp định EVFTA, ngành thủy sản có thể phục hồi. Mục tiêu xuất khẩu sang EU đạt 1,2-1,4 tỷ USD trong những năm tới là khả thi.